Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại xách rổ ra ngoài vườn thu hoạch nữa nha cả nhà ơi. Bữa nay mấy cái luống cải xà lách nè, rồi cải bẹ xanh, rồi cần nước phát triển cao quá trời luôn rồi cả nhà. Với cải cúc bữa nay cũng cao, trổ hồng có bông rồi. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cải cúc nè, cần nước, cải bẹ xanh và cải xà lách nha cả nhà. Cả nhà đi thu hoạch với mình nha. Đầu tiên là mình sẽ đi hái cải cúc nha cả nhà. Cái luống cải cúc này là mình trồng được 3 tháng thôi đó cả nhà. Cứ mỗi tuần, một tuần như vậy đó, mình ra mình cắt một lần. Hôm trước thì mình hay thu hoạch bằng cái cách là mình bẻ từng cọng á. Mà bây giờ nhiều quá rồi cho nên là bẻ hoài không hết thôi, lấy kéo ra cắt ra cho nó lẹ. Nó non quá trời luôn cả nhà ơi. Mấy hôm trước, hồi tuần rồi trời nắng dữ lắm. Nắng tầm khoảng chừng 30 độ C là tầm khoảng chừng là 90-93 độ F á cả nhà. Cái xong rồi cái nó phát triển lên, nó mọc cao lên, nó có bông rồi cả nhà ơi. Cho nên là cải này nó cũng không có ưa trời nắng cho lắm á. Trời khoảng chừng tầm khoảng chừng 15 tới 25 độ C thì nó còn phát triển tốt. Trời mà nắng nóng khoảng chừng là chừng 30 tới 32 độ C là khoảng chừng lên tới 85 tới 90 độ F ấy, là bắt đầu là mấy cái cải nó mọc cao lên rồi, nó có bông giống như là mấy cái loại này nè cả nhà. Đây nó có bông ở đây nè. Thì mấy cái loại này á, mấy khi mà nó mọc bông lên rồi á thì nó cứ như là mình chỉ ăn được một vài lần nữa thôi. Còn với cải cúc á thì mình cắt nó lại ra nhánh nữa. Cây cải cúc này là mình để dành làm giống nha cả nhà. Cái thân nó mập ghê luôn á. Trồng một luống vậy mà ăn hoài không hết đó cả nhà ơi. 3 tháng nay rồi, thu hoạch bữa nay chắc cũng được 10 lần rồi đó. Mỗi lần á thì hái bẻ nhánh, bẻ ra từng nhánh. Còn bây giờ á nó nhiều quá rồi cho nên là thôi lấy kéo cắt đi cho nó lẹ. Cái này là bắt đầu nó trổ bông rồi nè cả nhà. Bây giờ mình cắt ngang như vậy thì nó sẽ ra cái nhánh mới, nhánh con nó non hơn. Còn để trổ bông vậy là ăn nó không có ngon nữa, nó hơi cứng. Mà nó có nghe cái mùi nó hơi bị nồng á. Ở bên đây mình có trồng một cây dưa leo nè cả nhà. Trồng xen kẽ cây dưa leo để cho nó bò lên hàng rào ở đây. Cái này mà không để ý mà cắt ngang một cái thôi chắc khóc luôn. Chết nhỏ mất tiêu rồi. Cây cải giống của mình bữa nay trổ bông rồi nè. Cưng chưa, nhóc luôn. Công nhận cái thân của nó khỏe lắm cả nhà. Nó to như ngón cái của mình luôn á. Đây cái gốc của nó nè. Công nhận cắt kéo đó, nó lẹ dễ sợ luôn á cả nhà. Mới cắt một chút xíu, chưa được 5 phút nữa là được nguyên một xịa luôn. Mà nó non lắm cả nhà. Thấy nó cao vậy á, tưởng nó già tại mấy hôm trước á, trời nắng á. Nhưng mà bẻ nè, nó còn non xeo à. Non ghê luôn á. Nó thơm lắm cả nhà ơi. Hồi lúc mà ở Việt Nam mình mới qua bên Mỹ á, cái đi chợ Việt Nam thấy cái rau tần ô nè, rồi mua về ăn thử mà không biết họ bán cái loại gì á mà ăn vô nó nồng bông cúc quá trời luôn. Nồng cái mùi của hoa cúc á. Cái xong mua một lần ăn tởn tới mười mấy năm mà không có ăn lại, nhưng mà người bạn á ở bên Cali cho hạt giống trồng thì trồng ăn rất là ngon mà nó không có nghe mùi nồng giống như cái loại mà mình mua ở chợ hồi mười mấy năm trước. Hồi đó ăn xong cứ sợ luôn, không có trồng luôn. Mà bây giờ mình trồng rồi mình ăn nó rất là ngon cả nhà. Cái mùi nó vừa phải mà cái cọng nó non á, mình mới hái vô nữa mình ăn đó. Cho nên là ăn ngon lắm. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch rau cần nước nha cả nhà. Cái luống cần nước tốt quá trời tốt luôn cả nhà ơi. Cái luống này đâu coi hơn một tuần rồi mình không có hái luôn á. Tại vì mấy hôm nay ở trong tủ á, nó không còn chỗ chứa rau nữa. Cho nên là không có hái luôn mà để nó phát triển. Nhưng mà nó vẫn còn non lắm cả nhà. Bây giờ mình lấy kéo mình cắt nha. Nó non mà xanh mướt luôn hết cả nhà ơi. Nè mà cái cọng nó cũng còn non mập lắm nè. Quá trời tốt luôn. Rau cần nước rất là dễ trồng nha cả nhà. Cái loại này á, mình thích một cái là nó mọc lại mỗi năm. Cứ mùa đông á, thì bắt đầu trời lạnh á, thì nó tàn. Nó chết nhưng mà cái gốc cái rễ nó cũng vẫn còn. Rồi cái sang tới đầu xuân á, trời nắng ấm á, thì bắt đầu nó mọc lại. Mà nó nhảy nhánh ghê lắm nha cả nhà ơi.
nó ưa nước lắm, cho nên là mình trồng bằng cách là mình mua cái loại bọc mà nó dày á, nó dày và chắc lắm ở trong Home Depot đó. Rồi sau đó mình đóng cái khung, lên rồi mình lót cái bọc ở phía dưới á, giống như là làm một cái hồ nhân tạo đó cả nhà. Rồi cái mình bỏ phân bò với garden soil mình trộn vô cái, xong rồi mình lắp dày cái chừng tầm khoảng chừng một gang tay. Cái bắt đầu mình mới lấy mấy cái cọng cần nước của mình ở trong vườn đó, có đó, cái mình ghim xuống xong rồi mình xối nước lên, mình nó tạo giống như một cái hồ vậy đó cả nhà. Nó ưa nước lắm cho nên là nó phát triển rất là nhanh, cứ mỗi tuần đó là thu hoạch một lần, mà do có nước đầy đủ vậy đó cho nên là nó cái cọng nó non lắm cả nhà ơi, non mà nó cao quá trời cao luôn á. Cái cần nước này ha, mình thích là ăn với lẩu á, nhúng lẩu nè, hoặc là ăn phở bò đó, mình bỏ vô ăn ngon lắm cả nhà. Mọi người thì nói là cần nước xào thịt bò ngon, nhưng mà theo mình thấy nếu mà cần nước xào thịt bò thì ăn nó hơi bị dai đó cả nhà. Mình ăn nhúng lẩu nè, hoặc là mình ở như ở dưới quê của mình á, người ta ăn hủ tiếu Nam Giang á, hủ tiếu lòng rồi đó, người ta cũng có bỏ cần nước vô nữa, ăn nó cũng thơm lắm. Có một luống tính khoảng chừng một này là cỡ mét rưỡi ngang, mét rưỡi dài, mét rưỡi trồng như thôi mà chắc được cỡ mỗi lần hái như vậy là tầm khoảng chừng 2-3 kg á cả nhà, mỗi lần cắt như vậy á. Mình thích á thì thu hoạch một lần một lượt vậy đó, rồi xong để cho mình dễ bón phân. Thường thì khoảng chừng mình bón phân 2 tuần mình bón một lần, mình bón phân cá nè, hoặc là mình bón cái phân tổng hợp á cả nhà. Cái bọc này nó bị lủng rồi hay sao á, kiểu như để ngoài trời nắng lâu á nó bị mục nè cả nhà, cho nên là mình xối nước vô nhưng mà nó cũng nó cạn mất tiêu rồi, nhưng mà nó cũng có độ ẩm. Thí dụ như cả nhà muốn trồng cái cây cần nước á mà không có giống á, cả nhà đi vô chợ Đại Hàn á, rồi họ có bán mấy cây cần nước, bó rau cần nước mà mua về thì mình ăn, thì mình ghim, mình bỏ vô cái ly nước mình ngâm á cả nhà. Thì mình ngâm thì khoảng chừng 3-4 ngày là nó ra rễ, thì bắt đầu mình trồng vô bằng cách như vậy nè, thì tầm khoảng chừng một tháng sau là nó tùm rồi, bắt đầu mình chiết ra là lúc đó là mình có cần nước để mình thu hoạch rồi đó. Rồi xong cái luống cần nước cả nhà ơi. Ôi công nhận cái một cái luống nhỏ như vậy thôi á mà được một xỉa quá trời to luôn. Đây cả nhà, cái này chắc cỡ 3 kg á cả nhà, non quá trời non luôn á, cái cọng nó no mà thừa lùa. Cái này là chắc phải chia cái chừng 3 nhà mới ăn hết á. Thấy vậy thôi chứ tầm một tuần nữa là xum xuê nữa đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ bón phân cho nó. Mình thường thì mình bón xen kẽ. Tầm khoảng chừng 2 tuần thì mình bón phân cá một lần, rồi 2 tuần thì mình bón phân hỗn hợp một lần. Sau khi thu hoạch một tuần thì nó sẽ mọc lên tùm rồi mình hái nữa. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cải xà lách với cải bẹ xanh nha. Bây giờ mình đi thu hoạch tiếp nha. Cải bẹ xanh bữa nay cũng ra quá trời luôn á cả nhà. Đây nè cả nhà coi nè, quá trời luôn. Cái lá nó to ơi là to luôn á cả nhà. Cải bẹ xanh cũng thu hoạch hồi 3-4 ngày trước á cả nhà. Mà quá trời luôn rồi cả nhà. Cho cả nhà coi cái cọng của nó. Đây. Đây lá cải bẹ xanh bự quá trời cả nhà ơi. Cái cải này hay một cái á, nếu mà mình trồng thưa thì cái lá nó rất là to. Nếu mà cái cây nó mọc có một mình thì cái lá nó to mà hơn 3 gang tay luôn. Cái này là còn nhỏ đó nha. Có khi trồng hơn 3 gang tay luôn, bự hơn cái nón lá luôn á cả nhà. Mà cải bẹ xanh này á mình cái luống bên kia mình gieo dày đó, rồi sau đó mình chiết ra đây mình trồng cây nó thưa hơn. Một cây á thì nó cách nhau cỡ hơn một gang tay. Thì cái lá nó phát triển to bự ghê luôn cả nhà. Cái này nấu canh ăn ngon lắm. Nấu canh mà có nấu với tôm đó, ăn nó ngọt. Mà mình thích cái giống cải này á là ăn nó the the. Mỗi lần mà ăn bánh xèo á hay ra hái cải này vô ăn. Nhưng mà hái mấy cây nhỏ thôi nha. Mấy cái lá nhỏ, mấy cái lá non á tầm khoảng như vậy nè, ăn nó mới ngon. Còn mấy cái lá to này để dành nấu canh. Mà tại to không phải là nó già đâu nha cả nhà, mà tại vì nó phát triển quá trời tốt á, tại cải nó tốt lắm. Chắc
mấy anh chị có khen nói là mình trồng cây sao mà mát tay quá, cái cây gì nó cũng tốt hết trơn á. Mình cũng có cho giống một số anh chị, nhưng mà họ trồng á thì không biết sao á, mà mới lên khoảng chừng gang tay thôi là nó nhơm ấm tâm nó teo à, mà nó có trổ bông nữa. Còn của mình là cái lá quá trời nè cả nhà, non mà nó hái nha, bụp 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 luôn. Cái lúa này á mình thu hoạch đâu cũng được 5 lần rồi đó cả nhà, tại vì mình trồng hơi sao, cái lúa này là trồng sao cùng nè, tỉa ra bỏ xuống dưới đất hơi sao, cho nên là mới được 5 lần. Chứ mấy cái lúa kia thì thu hoạch chắc cũng khoảng chừng 7-8 lần rồi. Mới hái có 4-5 ngày trước đó, mà bây giờ nó phát triển quá trời luôn. Tại đây cái cây này nó chuẩn bị trổ bông rồi nè cả nhà. Bây giờ mình cũng phải tranh thủ thu hoạch lá chứ đừng có để mà lâu quá rồi bắt đầu cái bắt đầu nó mọc cao lên, nó trổ ngồng trổ bông hết trơn rồi. Cái này chắc cũng thu hoạch 1-2 lần nữa thôi, như những cây mà có bông như vậy là thu hoạch khoảng chừng 1-2 lần nữa thôi là mình phải nhổ đừng trồng cái luống khác nè. Bên đây có trồng mấy cây củ dừa, nó mới bỏ xuống dưới đất khoảng chừng 1 tuần. Còn bây giờ nó phát triển lớn nè, mau lẹ mau lớn dễ sợ luôn. Ở trong đó cái cây đó lớn ghê. Bây giờ mấy cái xịa đựng không có đủ, bây giờ mình phải bỏ xuống cỏ như vậy nè. Ở đây còn một luống quá trời luôn cả nhà. Đây. Cái lá nó bự ghê luôn. Cái luống này mà hái là thôi tủ lạnh không có chứa được rồi. Đây cả nhà thấy không, cái này nó trổ bông rồi nè. Mấy cây này là mấy cây đèo nè. Mấy cây đèo nó trổ bông hết rồi. Trổ bông. Hôm nay cũng xà lách nữa. Thôi bây giờ mình hái cái luống này. Hai cái tủ lạnh lớn luôn á cả nhà, mà bây giờ chất đầy rau ở trong đó rồi, muốn đem đi cho mà cũng không có thời gian để đem đi. Những người nào mà gần á, ở gần thì cho cũng khoảng chừng là đâu 3 lần á. Từng nào cũng hái rau cũng đem cho hết trơn á cả nhà ơi. Cho riết mấy người mà gần là cho hết trơn rồi, cho 3 lần luôn rồi. Lần này nếu mà cho nữa là đợt thứ tư đó. Cái này chắc xong á rồi mình phân mình bỏ vô bọc mình đem đi cho liền luôn chứ không tủ lạnh hết chỗ để rồi. Hái sao mà lòi ra khoai lang nè cả nhà. Có một củ khoai lang ở đây nè, hôm trước ăn còn dư lại đó. Cái chặt ra làm đôi, cắt ra làm đôi cái chôn xuống dưới đây, bữa nay nó mọc lên nè. Tốt quá trời luôn cả nhà. Năm rồi mình có trồng 3 củ. 3 củ mà mình cắt ra làm hai là 6 phân nửa như vậy. Cái mình chôn trong một luống là bắt đầu khoảng chừng 2 tháng sau nó ra nhóc rau lang luôn. Nhưng mà cái rau lang ở bên đây ăn ngon lắm cả nhà, không có giống như bên Việt Nam nha. Cái cọng nó ngon, nó ngọt lắm. Nó ngọt mà nó giòn ngọt lắm, nó mềm chứ không có phải dai giống như bên Việt Nam. Mà cũng không có chát giống như bên Việt Nam nữa. Thu hoạch cải bè xanh mà cái xịa cũng không có đựng đủ luôn á. Cái nhà bây giờ phải chất một đống vậy nè cả nhà ơi. Quá trời luôn rồi. Đây là mới có một luống thôi nha cả nhà. Nãy giờ công nhận cái rau tuần ô này nó mau héo dễ sợ luôn á cả nhà. Mới để ngoài một tí à. Bây giờ nó xìu xuống rồi. Hồi nãy một rổ đầy nữa. Giờ nó xẹp xuống mất tiêu rồi. Đây là rau cần nước. Thôi không có để ra đâu. Tại vì mấy cái cọng, mấy cái lá nó nhỏ. Mà công nhận rau cần nước non quá trời non luôn á. Cái lá nó xanh mỡn luôn á cả nhà. Bây giờ mình đi thu hoạch rau xà lách. Quá trời không có vô để nữa. Cái này chắc mình bỏ vô bọc luôn á. Bỏ vô bọc rồi mình đem đi cho luôn chứ trong tủ lạnh không còn chỗ chứa nữa. Lát cũng quá trời luôn nè cả nhà. Mấy hôm trước trời nắng nóng á cả nhà, cho nên là cái lá cải nó bị dúng vậy nè, nó hơi bị dày, nó hơi già rồi đó cả nhà. Giờ mình hái để cho nó ra mấy cái đọt non. Mấy cái loại cải này nó cũng không có ưa nắng lắm nha, ưa nắng nóng cái bắt đầu nó bị đắng đi. Hái cải xíu rồi có kinh nghiệm luôn cả nhà ơi. Bỏ vô vậy là một ngụm tay rồi nè. Non ơi là non luôn á. Ý là mấy hôm trước trời nắng nóng nha. Nắng nóng rồi cho nên là mấy cái cải này nóng quá nó cũng không có ưa đó cả nhà. Rồi cái lá nó bị dúng nó dày như nè. Nếu mà nóng quá đó là nó sẽ bị đắng luôn á. Còn trời khoảng chừng 50 mấy độ F á, là khoảng chừng là 15 tới 18 độ C đó. Là cái cải này ngon lắm, nó non mơn mởn luôn á cả nhà. Nhưng mà cái loại này thì ăn cũng vẫn ngon. Nếu mà ở bên Việt Nam đó mà các anh chị đi ra ngoài chợ thì nó cũng dày cỡ này. Mấy hôm nay á, bận quá trời bận luôn cả nhà. Cho nên là
không có làm được mấy cái video như là trồng cây hay là quay mấy cái cuộc sống Mỹ ở bên ngoài á, chỉ có đè ra cái vườn này để thu hoạch quay thôi, tại vì đi làm về rồi cũng trời cũng tối rồi, lúc đó nhiều khi cũng 7 giờ 8 giờ, lúc đó cũng còn được một tí sáng thì mình cũng tranh thủ mình ươm cây, mình trồng cây, rồi còn một số loại cây chưa có bỏ xuống, chưa bỏ xuống đất á, rồi cũng tranh thủ, cho nên là không có quay được mấy cái video mà về cái kỹ thuật làm vườn á, chỉ có những cái video thu hoạch rau như vậy thôi, thôi cả nhà coi đỡ nha. Mà mùa này thì cũng chỉ có mấy cái loại cải thôi à cả nhà ơi. Hiện tại thì sắp sửa là mình sẽ thu hoạch được su hào nè, rồi bí ngòi nè. Còn cây ăn trái thì tầm khoảng chừng 2 tháng nữa mới cây ăn trái nè, hoặc là bầu bí khổ qua thì chắc tầm khoảng chừng 2 tháng nữa mới có được thu hoạch. Hái xong nó trụi lũi vậy nè cả nhà. Vậy á chứ mà chừng khoảng chừng 4-5 ngày nữa là nó ra dữ lắm luôn á. Nên mấy cây cải này bắt đầu nó trổ ngồng rồi nè cả nhà. Cái này chắc cũng không có thu hoạch được nhiều nữa đâu, chắc cũng có chừng mấy cây vậy là tầm có chừng 2 lần nữa. 2 lần nữa là xong à. Còn có mấy cây mà lùng lùng vậy thì nó khỏe. Nó khỏe tầm có chừng 5 lần 6 lần nữa. Cải xà lách thì nó vẫn còn lùng, cho nên là mình cũng còn hái được có chừng 5 lần nữa. Ở đây mấy cây này coi như nó chen chút ở phía trong á, nó thiếu ánh nắng cho nên nó cùng một đợt mà nó non nó yếu ghê luôn á. Rồi bây giờ cả nhà coi mình thu hoạch được bao nhiêu nha. Đây được thêm một xịa cải xà lách nữa cả nhà ơi. Hạnh quả hôm nay quá trời luôn. Rau cần ô nè. Cần ô này nó cũng thu hoạch khoảng 3 lần 4 lần nữa. Mà ngay khi mà trời nắng nóng đó thì mấy cái cây như cải đời xanh này là nó cũng trổ mọc nè, rồi cải cúc, tất cả các loại cải nó cũng không có ưa nắng nắng đâu cả nhà. Cải xà lách cũng vậy nha, không biết là cái loại cải này nè, khi mà nắng nóng tầm phải chừng là tháng 8 thì nhiệt độ là khoảng chừng 3, bình thường là vòng vòng khoảng chừng 28-32 độ C, là khoảng 85-90 mấy độ F lần. Nắng nó nóng lắm mà mấy loại cải này nó không chịu được, cũng nhất là cái loại cải xà lách này nó dễ bị đắng, nhưng mà như là nó trổ bông rồi mà không có thu hoạch được thì những lúc đó thì mình rau bắt đầu nó chậm lại, nhưng mà mình cũng qua thu hoạch cái khác. Nhưng lúc đó là khoảng chừng 2 tháng nữa thì bầu bí nè, hổ qua nè, mứt hương nè, su su nè bắt đầu là tới mùa thu hoạch, thì lúc đó lại ăn cái loại khác chứ. Rồi tầm khoảng chừng tháng 10 thì bắt đầu mình trồng cải lại. Bây giờ tháng 10 thì nhiệt độ nó lại mát trở lại thì chúng ta không trồng cái loại cải, cho nên trồng luân phiên như vậy tầm khoảng chừng tháng 12 thì bắt đầu ngưng hoạt động hết, cái vườn nó điêu tàn nó không còn cái loại cây gì nữa hết trơn á. Còn mùa đông á, ở xứ của mình á, thì trời rất là lạnh mà có tuyết nữa. Nếu mà nhà nào mà có những cái nhà kiến á, thì họ để những cái lò sưởi ở trong hoặc là những cái đèn á, nó giữ ấm ở trong thì trồng được một số loại cây chịu được lạnh, ví dụ như là cải nè, rồi cần nước nè, rồi cải kheo, tất cả các loại cải chịu lạnh rất là hay. Bây giờ mình xin dừng video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt. Bye.